chùa Láng, hay còn gọi là Chiêu Thiền Tự, là một ngôi chùa ở làng Láng, Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tên chùa có ý nghĩa rằng vì có điều tốt rõ rệt nên gọi là Chiêu. Đây là nơi sinh ra Thiền Sư Đại Thánh nên gọi là Thiền. Tương truyền, chùa được xây dựng thời vua Lý Anh Tông trị vì từ năm 1138 đến 1175. Chùa thờ Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Theo truyền thuyết, nhà sư này đã đầu thai làm con trai một nhà quý tộc Sùng Hiền Hầu, em vua Lý Nhân Tông. Vì vua Lý Nhân Tông trị vì từ 1072 đến 1127 không có con, nên con trai của ông Sùng Hiền Hầu được nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông, trị vì từ 1128 đến 1138. Do sự tích ấy mà con của Lý Thần Tông là Lý Anh Tông đã cho xây cất chùa Chiêu Thiền để thờ vua cha và tiền thân của người là Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Chùa đã được trùng tu nhiều lần, những lần quan trọng nhất là vào các năm 1656, 1901 và 1989. Cổng chùa ngoại cùng bao gồm 4 cột, cột vuông với 3 mái cong không chùm lên cột mà gắn vào sườn cột. Mái giữa cao hơn 2 mái bên, hơi giống kiến trúc cổng ở cung vua phủ chúa ngày xưa. Trên cổng có tấm hoành phi lớn để chữ Thiền, Thiên, Khải, Thánh. Qua cổng là một sân gạch bát tràng, giữa sân là chiếc sập đá nơi đặt kiệu trong các ngày lễ hội. Cuối sân có cửa tam quan, từ đây có con đường lát gạch. Hai bên là hàng muỗng cổ thụ cả gần ngàn tuổi dẫn đến cổng thứ ba. Qua cổng này, ở giữa có ngôi nhà bát giác nơi đặt tượng của Từ Đạo Hạnh. Qua nhà bát giác này mới đến công trình chính trong chùa, bái đường, nhà thiên hương, thượng điện, các dãy hành lang, nhà tổ và tăng phòng. Thank you.
là một trong những ngôi chùa có số lượng tượng thờ nhiều nhất Hà Nội và cả Việt Nam, gồm 198 pho tượng, cơ bản gồm có Hướng Thiện, Trừng Ác, Tứ Đại Thiên Vương, Chuẩn Đề, Phạm Thiên, Đế Thích, Cửu Long Phún Thủy, Thập Bát La Hán, Lịch Đại Tổ Sư, Tam Tòa Thánh Mẫu, Tứ Vị Vua Bà. Ngoài các tượng Phật thờ ở điện, trong hậu cung còn có tượng thờ nhà sư Từ Đạo Hạnh và tượng vua Lý Thần Tông. Tượng Từ Đạo Hạnh nằm làm bằng mây đan phủ sơn, còn tượng Lý Thần Tông làm bằng gỗ mít. Trong chùa không còn dấu vết tích của các kiến trúc di vật cổ. Tấm bia cổ nhất còn lại ở đây được dựng năm Thích Đức thứ tư 1656 nhà Hậu Lê. Văn bia do tiến sĩ Nguyễn Văn Tràng viết. Về bề thế của kiến trúc quần thể hài hòa này, cân xứng với không gian thoáng đãng, khiến cho chùa Láng đã từng được coi là đệ nhất Tùng Lâm ở phía tây kinh thành Thăng Long xưa.